Trái bơ đến từ Mexico. Trái bơ đến từ Mexico. Trái bơ ư? Mexico. Được rồi. Hãy đi đến Mexico. Đi thôi. Ta đi thôi. Tuyệt. Một con cá sấu. Đi thôi. Đến lúc vui chơi. Đi thôi. Tuyệt vời. Tuyệt. Xin chào. Yo-ho. Này con có thích bất kỳ không? Thích. Thích. Mẹ cũng vậy. Đi thôi. Tuyệt. Thật tuyệt. Vô. Thật tuyệt. Thật là tuyệt. Yeah, nào nhóc. Nick. Tuyệt vời. Nhanh lên. Ta đi thôi. Tuyệt. Đi thôi. Tuyệt. Ba sẵn sàng chưa? Này, hãy chèo thuyền đi. Ô. Oh. Tuyệt vời. Yeah. Đường này. Đi thôi. Tuyệt. Con sẵn sàng chưa đi kia? Dạ. Đi thôi. Tuyệt. 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 Ngon quá. Tuyệt. Chúng tôi đã sẵn sàng đi con đường này. Nước kia. Tuyệt vời. Thật là tuyệt khi có dòng suối này. Thật phi thường. Con sẵn sàng chưa, Vlad? Dạ. Đi thôi. Yo-ho.
Wow. Tuyệt. Hello. Ha. À. Đi thôi. Tuyệt vời. Hãy đi với tôi. Ta đi thôi. Thật ra nó không sao. Tuyệt. Yo-ho! Cố lên! Đi thôi! Yo-ho! Này! Tuyệt! Tuyệt! Đã sẵn sàng chưa? Đi thôi! Sống đánh tôi, cũng trời tôi. Tuyệt. Đi thôi. Trên đó. Đi thôi. Xin chào các bạn. Vậy là chúng tôi đã trở lại công việc dọn phòng. Ồ, tôi không biết bố ở đâu. Tôi sẽ đi xuống cầu thang. Ồ, đó sẽ là kênh mới của tôi, được gọi là Vòng Quanh Thế Giới. Vì vậy nó sẽ rất thú vị, nên hãy bấm đăng ký nhé. Bây giờ chúng tôi đang đi du lịch từ Mexico. Và tôi chỉ mới 8 tuổi. Nhưng tôi thích quay phim. Chúng tôi đã đến. Tạm biệt.